Chỉ sau 2 vòng 1-8 và lượt đi tứ kết quốc gia, SCB Đà Nẵng dường như đã lột xác hoàn toàn. 8 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Thành tích ấn tượng này tới từ sự trở lại của tiền đạo sát thủ vòng cấm Melo. Sau khi nhập tịch thành công, Đỗ Melo đã đánh dấu sự trở lại sân cỏ của mình bằng cú hat-trick vào lưới của FC Thanh Hóa, thêm một bàn vào lưới của Thanh Quảng Ninh. Melo đã đóng góp một nửa số bàn thắng của SCB Đà Nẵng chỉ sau 2 trận đấu. Sự trở lại của Melo dường như cũng kích thích sự tỏa sáng của các đồng đội như Võ Huy Toàn, Bùi Văn Long, Phạm Văn Long và Hoàng Minh Tâm cũng lần lượt ghi tên mình lên bảng điện tử. Quả thật, với sự trở lại của tiền đạo người Argentina, hàng phòng ngự của 13 đội bóng còn lại của V-League có lẽ sẽ rất đau đầu khi chạm trán với Đỗ Melo trong giai đoạn lượt về của V-League 2017.